Chào tất cả mọi người, mình đến từ xe đạp Mười Bi. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến với mọi người dòng xe đạp Nhật Bãi Thể Thao thương hiệu Yandex R3 đời 2016. Xe này thì có 24 tốc độ số, bao gồm 3 dĩa và 8 líp, cùi đề Shimano Antut, đi kèm theo đó là tay bấm xả Shimano. Toàn bộ màu sơn trên xe là màu sơn zin, chưa sơn lại hay nhậm tút bất cứ chi tiết nào. Xe có size XS tương đương với ống đứng là 43, sẽ thích hợp với người dùng có chiều cao từ 1m55 trở lên. Toàn bộ phụ tùng theo xe là phụ tùng zin, bao gồm đùi dĩ nhôm, ghi đông bê tông nhôm, vành miền nhôm. Trên xe vẫn còn đầy đủ tem đăng ký và đăng kiểm tại Nhật. Xe có khung sườn nhôm càng sắt. Xe đã được canh chỉnh vệ sinh mọi chi tiết, mua về chỉ việc sử dụng. Mời mọi người xem tiếp video chi tiết của xe. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube xe đạp Mười Bi để xem thêm nhiều mẫu xe Nhật Bãi khác. Xe đạp Mười Bi chân thành cảm ơn.